anh em nhớ cái chỗ kết chấp này là trận tiếp theo sẽ ra đúng chỗ này mà lấy nhá. Ui, đang có mấy thằng bật, có mấy thằng lăn trong mấy cơ. Nhà đạn đấy. Cho xin máu, anh em. À, máu đi. Nó vẫn đứng ở đấy. Thằng này khốn nạn thật. Với khẩu 6 nòng này là vô đối rồi, anh em yên tâm. Giáp đây nhiều lắm. Tao ăn hết rồi. À, team nó chơi chết cả nhà luôn để còn lên video nhanh. Thằng này đứng rồi. Ôi. Quạt. Đứng đấy Khôi. Đến đấy Khôi cứu anh đi. Đây. Mọi người sẽ nhìn thấy là bây giờ cả team mình là đang chơi trên iPad luôn. Bởi vì iPad bây giờ không phải chỉ là một cái thiết bị để mà làm việc nữa, mà chơi game cái gì nó cũng vô đối. Người ta gọi là cái gì nhỉ? iPad là vua của những chiếc máy tính bảng, thì bây giờ ai dám tranh cãi đâu. Bởi vì nó là sự thật hiển nhiên mất rồi. Đây, ví dụ tôi cho anh em xem. À Khôi, chào sếp. Tao hỏi mày, đã có con máy tính bảng Android nào có 1 triệu điểm AnTuTu chưa? Tất nhiên là chưa. Đương nhiên rồi. À, trả lời tiếp câu này cho mày 10 triệu. Điểm AnTuTu cao nhất của Snapdragon 888 là bao nhiêu? Khoảng tầm 820.000 điểm đấy. Ui giời ơi, cho luôn 10 triệu này. Mở ra xem đúng 10 triệu không? Bên lèo. Đây, có ngay 10 triệu game là dễ. Vậy mà có iPad Pro M1 mà tôi đang có trên tay đã có 1 triệu điểm AnTuTu. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết về chiếc máy tính bảng vừa mạnh, vừa khỏe, vừa vô đối này, và các bạn có nên mua hay không nhá. Nào, Đức Cầu Toàn, chú hãy cho anh biết 3 lý do tại sao iPad luôn luôn được người ta lựa chọn. Đầu tiên, nó là của Apple. Cái thứ hai, không nghĩ ra. Cái thứ ba. Không nghĩ là cái thứ hai, sao nghĩ cái thứ ba. Thằng này bị đuổi việc nhá, tuyển nhân viên mới đây, đứng dậy đi em ơi. Nghĩ lý do người ta mua iPad ấy là vì thứ nhất khó ứng dụng, không ai thay thế được đúng không? Làm gì khó ứng dụng máy tính bảng nào tốt như là khó ứng dụng của App Store dành cho iPad. Đó. Thứ hai, không có một chiếc máy tính bảng nào cung cấp thời lượng pin ấn tượng như là iPad, chuẩn không? Và thứ ba, không có một chiếc máy tính bảng nào có vòng đời hỗ trợ lâu như iPad, chuẩn chưa? Có những chiếc iPad các bạn dùng đến 6 năm không phải đổi mới luôn. Chính vì vậy nên mỗi khi người ta mua iPad là người ta nghĩ việc mua một chiếc máy tính bảng mà người ta không bao giờ phải suy nghĩ là cái máy tính bảng này dùng có được lâu không, có mượt hay không, có sợ giật lag hay không. Bởi vì các bạn chỉ việc mua và để đó sử dụng là các bạn đã quá hài lòng với cái trải nghiệm của mình rồi. Và điều đó không thay đổi với chiếc iPad Pro M1 mình đang có ở đây. Tuy nhiên thì nếu những chiếc máy tính bảng iPad trước đây mà chưa phục vụ công việc của mọi người ấy, thì đến bây giờ nó vẫn thế thôi. Biết tại sao không? Vì cái kho ứng dụng của Apple iPadOS 14 hay là iPadOS 15 nó không có một sự thay đổi rõ rệt. Nói chung là Apple chỉ tập trung nâng cấp về phần cứng. Mà các bạn phải hiểu thế này này. Từ năm ngoái 2020 ấy, là iPad đã có sức mạnh quá vượt trội so với phần còn lại với con A12Z. Nhưng mà đến tận thế hệ bây giờ dụng chip M1 đấy, nó giống như kiểu là cách Apple khoe mẽ là ôi dù mấy ông kia chỉ là gà thôi, nhưng tôi cho các ông thêm một bước nữa, nhìn thế này. Và tôi tin rằng trong vòng 2021 này cũng chưa có một chiếc máy tính bảng nào có thể mạnh bằng chiếc iPad Pro M1 này. 2022 thì may ra có thể được. Có hay không? Chắc còn lâu. Chắc là còn lâu, đấy. Chuyên gia ngôn ngữ tiếng Việt ở Vật Vờ Studio đã nói như vậy. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem nhét chip của một chiếc máy tính vào đây như nào. Bởi vì chip M1 là dành cho cả MacBook này, dành cho cả MacBook Pro này, MacBook Air này, rồi Mac Mini này, thậm chí là cả iMac bọn mình cũng đang để ở đây. Ví dụ như là Tú Đội, chú dùng con chip M1 trên MacBook này thì thấy khỏe không? Nhanh, mượt. Quá khỏe đúng không? Và ngay cả tựa game này cũng là do dùng chip M1 nên mà chơi được đúng không? Đúng. Đó, tại vì nó hỗ trợ cái hệ sinh thái của Apple rộng hơn. Nên review các bạn khi dùng chiếc iPad Pro M1 2021 này thì nó không dùng được chung app với lại MacBook nhá. Ngược đời vãi. Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Tại vì đơn giản thôi, đó là thực chất là hai nền tảng hệ điều hành này khác nhau. Và macOS thì có thể chạy được app dành cho mobile hay là dành cho iPad, nhưng Apple không cho phép ngược lại. Điều này để phân khúc ra cái đối tượng người dùng. Bởi vì trong quá trình sử dụng chiếc iPad này thì nó quá mạnh. Nếu so với thế hệ tiền nhiệm thì các bạn nhìn thấy là cái phần trăm nó lớn hơn khá nhiều. Và thậm chí GPU của nó cũng được cải thiện một cách rõ rệt so với lại iPad trước đây luôn. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thực tế thì trải nghiệm của mình nó không có sự khác biệt quá lớn. Nó có nhanh hơn các bạn ạ. Trong một số tựa game nặng nó có thể tải nhanh hơn một chút, nhưng thực sự cái sự khác biệt này là không quá đáng kể. Tuy nhiên khi các bạn làm việc các bạn sẽ thấy nó sướng lắm, bởi vì nó quá nhanh. Ví dụ như là iMovie dùng để mà chỉnh sửa edit video, các bạn xuất file, thời gian chờ đợi các bạn sẽ cảm thấy là nó nhanh chóng hơn hẳn. Chỉ cần pha một cốc cà phê thôi là đã xong việc của chúng ta rồi. Điều này giúp cho người nào mà nhiều việc, làm việc đa nhiệm thì nó sẽ cải thiện nhiều hơn trong tác vụ chúng ta, hiệu suất sẽ tăng cao. Mặc dù là mạnh mẽ hơn rất là nhiều, nhưng các bạn sẽ thấy rằng là thời lượng pin sử dụng thì hoàn toàn tương đương. Tức nghĩa là iPad Pro 2021 này, chip M1 pin vẫn rất khỏe. Mình chưa bao giờ suy nghĩ là phải sạc hàng ngày, thường là phải 2 ngày, thậm chí đôi lúc là hơn mới cần phải sạc pin. Bởi vậy nên các bạn đừng nhầm lẫn là chip mạnh hơn thì sẽ làm cho pin yếu đi. Một trong những cái điểm mà mình cảm thấy thú vị nữa, đó là lần đầu tiên Apple công bố RAM trên một thiết bị di động của mình. Các bạn nhớ mà xem, mỗi lần ra iPhone, iPad chưa bao giờ người ta công bố về dung lượng RAM, mà thường phải mổ máy RAM mới biết. Nhưng năm nay Apple đã công bố những cái chiếc máy tính bảng như iPad Pro này có phiên bản thấp nhất lên tới là 8GB RAM. Thế nhưng có một trong những cái vấn đề cũng để phân cấp rõ ràng giữa một chiếc máy tính làm việc và một chiếc máy tính bảng, thì Apple đã khiến cho các lập trình viên chỉ có thể tận dụng tối đa sức mạnh của một ứng dụng là 5GB RAM mà thôi. Và trong một số tin đồn có thể là trong các phiên bản tiếp theo Apple sẽ mở rộng cái giới hạn này ra. Tức nghĩa là một ứng dụng khai thác được tối đa 5GB, các bạn vẫn còn 3GB để đảm bảo cái trải nghiệm đa nhiệm ta mượt mà. Bởi vậy nên mọi người nhìn thấy mặc dù đa nhiệm của mình mở khá nhiều các cái ứng dụng, gần như mình không bao giờ tắt nhá. Mình nhấn mạnh dùng iPad mình chưa bao giờ phải tắt đa nhiệm các ứng dụng làm gì. Các bạn nhìn đi, khi mà mình truy cập lại thì nó hoạt động hoàn toàn bình thường, không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì với chiếc iPad này mà mặc dù vừa chơi game hay là vừa làm việc. Nào, lại đây mình sẽ cho các bạn xem một trong những nâng cấp quan trọng. Đây là cổng kết nối USB-C. Nhưng USB-C thì có từ thế hệ trước rồi. Nhưng các bạn phải hiểu rằng lần này nó hỗ trợ Thunderbolt và USB thế hệ thứ 4 và băng thông cao gấp 4 lần, cho phép kết nối vào màn hình Pro Display XDR ở độ phân giải là lên tới 6K. Tức nghĩa đây là một chiếc iPad để phục vụ cho những người có thể làm việc hoàn toàn chuyên nghiệp, với màn hình của nó cũng rất là chất lượng. Tuy nhiên thì mình không có cái màn hình XDR ở đây, nhưng mình có một trong những cái tính năng tuyệt vời, cổng USB. Và với lần này mình có thể làm rất nhiều việc trên chiếc iPad. Và các bạn thấy rằng khi kết nối vào thì mình có thể sử dụng chuột trên này hoàn toàn bình thường. Anh em thấy không? Thông qua cái cổng kết nối USB-C ở đây, chuột chúng ta dùng ngon này và mình có thể quản lý file. Và với ổ cứng mở rộng các bạn sẽ nhìn thấy nó xuất hiện ngay trên cái chiếc iPad này của mình. Và lúc đó mình có thể làm việc thông qua các cái file ở đây. Đấy, như kiểu là chúng ta có thể mở này, mình có thể xem cả video ở trên này. Chúng ta có thể mở được các cái file audio, mình có thể lướt web, xem ảnh, xem vlog, các thứ trên này đầy đủ hết, không thiếu gì. Và bởi vậy nên các bạn thấy là chỉ cần một cổng kết nối C phục vụ cho rất nhiều các công việc chúng ta. Các bạn thể cắm được cả thẻ nhớ này, các bạn thể cắm được cả SSD vào đây, là nó có thể hoạt động song song rất nhiều ổ hoàn toàn bình thường luôn. Cực kỳ là ngon lành cành đào. Được rồi. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là cái chiếc iPad này của mình là 2021, nhưng mình đang có ở đây một chiếc iPad Pro 2020. Và mọi người nhận ra không? Hai chiếc iPad này thì nó hoàn toàn không khác nhau. Thực ra thì chúng ta có hai phiên bản là 11 inch và bản 12.9 inch. Thì cái phiên bản ở đây của mình là 11 inch là tương đồng với kích thước, nên mình sử dụng chung được cả cái bàn phím Magic Keyboard là bàn phím bay. Đấy, các bạn nhìn thấy đi. Hai phiên bản 2020 và 2021 là hoàn toàn giống nhau về bên ngoài, nên các bạn dùng chung phụ kiện được. Và khi mà mình dùng cái Magic Keyboard này thì dùng làm việc rất sướng. Các bạn sẽ có một cái bàn phím gõ đã hơn, tuyệt vời, có trackpad, nói chung là làm việc chuyên nghiệp. Phần lớn công việc của mình đều đáp ứng ở trên chiếc iPad này, nên mà mình thậm chí không cần phải mang theo laptop. Cái MacBook của mình đã bỏ qua một bên rất lâu rồi, gần như mình không còn mang đi làm hàng ngày. Và bởi vậy nên các bạn sẽ nhìn thấy là gần như Apple không thay đổi điều gì. Thứ nhất là viền màn hình vẫn có độ dày là hoàn toàn tương đương. Apple lưu giữ cho chúng ta đó chính là cái cụm camera selfie kèm với lại khả năng mở khóa bằng gương mặt, camera 12 megapixel. Một trong những cái nâng cấp của chiếc iPad Pro M1 năm nay, các bạn thấy là Face ID vẫn nhanh như thường lệ thì mình không có gì phải phàn nàn. Nhưng cái camera trước của nó có một cái tính năng gọi là Center Stage. Các bạn nhìn đây này nha. Ví dụ như là camera của mình là khi chúng ta gọi FaceTime và mình quay sang bên trái thì nó cũng sẽ mở rộng góc chiếu ra. Và đây có hai người nó sẽ tự động thêm vào. Nào, Thiện ra đây cho anh xem. Đây, ví dụ như khi Thiện xuất hiện trong khung hình nó tự động mở rộng ra nữa, đúng không? Thiện chạy ra ngoài đi. Đấy, thì lập tức camera sẽ zoom lại để gần với cái mặt người khi chúng ta nói chuyện hơn. Hay là cameraman khi không còn ở đây nữa, mình quay đi, các bạn thấy là nó sẽ tìm thấy ai không? Không có ai cả và mình đưa mặt vào. Đấy, đây là một tính năng rất tuyệt vời để cho chúng ta khi gọi video call lúc nào cũng sẽ nằm ở chính trung tâm, chính giữa của cái cuộc gọi như thế này. Tuy nhiên thì cái tính năng này lại chỉ hoạt động với FaceTime nhá, mà mình sử dụng với Zoom hay là Messenger, bất kỳ ứng dụng nào đều chưa truy cập được vào cái khả năng này. Thì mình hy vọng tương lai Apple sẽ cho phép các ứng dụng bên thứ ba sử dụng nó nhiều hơn và tiện ích hơn. iPad thì tất nhiên sẽ có hai phiên bản màn hình như mình đã nói, thì sự khác biệt của phiên bản 12.9 so với bản 11 là gì? Bản 12.9 sẽ có màn hình là mini LED, thì khi đó nó sẽ có chất lượng hiển thị cao hơn so với màn hình IPS trên cái phiên bản 11inch này, là giữ nguyên so với thế hệ tiền nhiệm, không thay đổi gì. Tại sao mình vẫn lựa chọn cái phiên bản này? Thứ nhất là các bạn thấy là kích thước của nó đủ lớn cho mình vẫn hoàn toàn có thể chạy song song đa nhiệm hai ứng dụng và các cửa sổ hoạt động cực kỳ là mượt mà. Và thứ hai nữa là đến tối mà mình muốn xem phim, mình để trên giường mình xem buổi tối thì vẫn ngon lành cành đào. Tất nhiên là màu đen của nó sẽ không sâu như cái màn hình mini LED trên phiên bản 12.9 inch, nhưng đây vẫn là một cái màn hình chất lượng. Và quan trọng là gì? Kích thước của nó nha anh em. Các bạn thấy là đây là một chiếc túi của mình đã dùng được khoảng 4-5 năm nay với chiếc túi này rồi, và mình có thể cho vào đó, mang đi làm hoàn toàn bình thường. Đấy lý do tại sao mà mình bỏ chiếc MacBook của mình ở nhà. Tóm gọn lại thì qua video này mình nghĩ rằng là cái vấn đề khi chúng ta đặt ra câu hỏi iPad có phải là một chiếc máy tính bảng tốt không? iPad có phải là một chiếc máy tính bảng tuyệt vời? Đó không phải là câu hỏi, nó là một cái sự khẳng định rồi. Bởi vì ngoài cái chiếc máy tính bảng iPad này ra thì chưa có một sản phẩm nào đến thị trường cung cấp trải nghiệm tương tự về hiệu năng, về thời lượng pin, về kho ứng dụng, về hỗ trợ lâu dài. 4 điều này đã khiến cho nó trở nên là ông vua của máy tính bảng, và nó thể hiện qua cả thị phần. Và rõ ràng các hãng Android thì đang tìm những phương pháp khác để cạnh tranh cũng như là so sánh với nó. Còn thời điểm hiện tại, câu hỏi chị đặt ra cho các bạn rất đơn giản. iPad các bạn dùng đã lâu quá chưa? Bởi vì nếu các bạn đã dùng 4 hoặc 5 năm thì các bạn có thể nâng cấp lên chiếc máy tính bảng này. Bởi vì khi đó các bạn sẽ có một chiếc máy tính bảng sử dụng trong 4 hoặc 5 năm tới. Mình cho rằng còn lâu hơn. Bởi vì chip M1 quá mạnh mẽ, anh em sẽ có một thiết bị đủ mạnh để dùng trong vài năm tới. Sẽ có một thiết bị với một cấu hình khủng khiếp để sẵn sàng cho mọi công nghệ trong tương lai mỗi khi mà Apple cần phải nâng cấp. Và ngay bây giờ các bạn sẽ dễ dàng tìm mua, hoặc ít nhất các bạn hãy ra đấy để trải nghiệm xem những gì mình nói có chính xác hay không tại Thế Giới Di Động. Bởi vì Thế Giới Di Động có trên toàn quốc, bất kỳ chỗ nào các bạn đều ra trải nghiệm được, rất là sướng. Và bên cạnh đấy, mức giá của nó hiện tại đang là 22.990.000 đồng. Các bạn sẽ đi kèm với lệ khuyến mại giảm ngay 200.000 đồng hoặc trả góp 0%, thu cũ đổi mới giảm thêm 600.000 đồng. Còn bây giờ mình xin tiếp tục quay trở lại đây với hành trình leo rank của chúng ta. Bởi vì trong quá trình mà không có mình, thằng Khôi ho dã man luôn. Và các anh em, mình là người hay ho. Bạn này review không hay. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.